Có lẽ bà rất sốc. Nhưng mà nói cho bà biết á, là tôi thích bà từ hồi lớp 10 rồi. Tôi cũng không hiểu gì sao tôi thích bà nữa. Tại bà ấy nhân khùng vậy. Tôi cũng ráng chờ để bà tự nhận ra chứ bộ. Nhưng mà bà ngu như con bò vậy đó. Của em, đó đâu phải là nội dung khảo bài. Cô giữ trật tự giùm cái đi. Em không có nói chuyện với cô. Mạnh mẽ lắm. Trời ơi, rốt cuộc cũng về tới nhà rồi. Alo, ai vậy ạ? An hả? À, chú nè. Ngại quá nhưng cháu giúp chú một chút được không? Chú đang đi vệ sinh thì hết cả nước lẫn giấy luôn. Cháu có thể đem giùm cho chú một cuộn giấy vệ sinh sang nhà cho chú. Hôm nay chúng ta có hai việc phải làm. Việc đầu tiên là về thái độ của lớp trưởng. Các thầy cô đã phản ánh thái độ không tốt của em. Em có gì muốn giải thích không? Dạ, em nói thật với cô là em có quan tâm. Hả? Em đang nói như vậy mà coi được à? Bộ, em không sợ làm các bạn buồn vì đã trót tin tưởng ở em sao? Dạ, nói thật với cô là bọn em cũng có quan tâm. Thôi bỏ qua. Chuyện thứ hai là lớp mình có bạn mới. Ê, ông là Tùng đúng không? Hồi đó tôi với ông học chung tiểu học nè. Ông có gái à? Hả? Cái bà này, mau giải lời nguyền cho tôi. Làm hối lộ của tôi hả? Vừa phải là chứ. Ơi, Tùng Giang đánh nhau kìa cô. Mà chằng này, làm hư có cái đồng hồ thôi. Làm gì nỗi khùng dữ vậy? Nhưng mà cái đó là má tôi tặng. Tôi nguyền rủa hôm sau này hễ có cái gì mới là đều bị hư hoặc là bị mất luôn. Kể từ đó không có cái gì mà tôi xài được hết á. Nhà tôi lại là kiểu nhà mặt phố bố làm to. Vậy mà chỉ có thể ở cái nhà kho ghẻ ở sân sau. Nhất là lúc đi tiệc, nhục muốn đổi quần. Bán vé số hả con? Để cháu mua giúp một tờ. Không, nó là con tôi đó. Mấy người không thể nào hiểu được cái cảm giác nhà có điều kiện mà không thể nào xài được. Vì cái lời nguyền của bà, mới đây tôi còn phải ra khỏi nhà và không được về thăm nhà trong vòng một năm. Ủa, ba ông mới đuổi ông hả? Tưởng đuổi lâu rồi chứ. Chị em đây. Ta bị đuổi ra khỏi nhà là vì mẹ tao vừa mới sinh em bé. Em bé mới. Hễ mới là tiêu. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa thấy em học sinh nào thê thảm như em Tùng mà. Ông đừng buồn nha. Chứ ít thì ông cũng còn đẹp trai. Đúng rồi, đừng có buồn nữa. Cho tao xin chữ ký với mẹ. Quay lên, tao giảm giá cho. Cho tao xin chữ ký nha. Cho tôi nữa. Mọi người tính làm bạn mới của nó hả? Mấy em về chỗ rồi. Gì vậy? Sao đứa nào cũng nhìn tôi thấy ghê vậy trời? Tin đồn lan nhanh lắm. Giờ ai cũng biết bà ép hôn như nào. Vậy vì năng lực này mà mọi người kỳ thị và ghét bỏ tôi sao? Không được, tôi phải thay đổi tình hình này mới được. Bà tính làm gì nữa vậy? Tất cả tránh đường. Không là tôi nguyền rủa đó nha. Thay đổi tình hình của bà là vậy đó hả? Ây da, ôi trời, sao đông dữ bay. Ê, hình như nó không có sợ tôi ông ơi. Bà không có nguy hiểm bằng cái đói đâu. Ê, ê, tìm thấy cái bàn trống kìa. Qua dành chỗ lẹ lên, coi chừng mất giờ. Lẹ. Mà nói gì nói á, làm sao mà tôi cứ bả đứa nào cũng nguyền theo cái kiểu á, tao nguyền rủa mày hễ bận quần là bị tuột hoặc là bị rách được. Ông hiểu ý tôi nói không? Tôi chết rồi nè. Bạn ơi, cho mình xin lỗi nha bạn. Không cần phải xin lỗi đâu. Lời nguyền vốn dĩ chỉ là mê tín dị đoan thôi, hoàn toàn không có thật và vô cùng phản khoa học. Cho nên bạn không làm gì sai hết, không cần phải xin lỗi tôi, có hiểu không? Hiểu. Kéo quần lên đi rồi nói tiếp được không? Ê Vy, bạn có giữ cái váy nào không cho mượn coi? Không,
chi ạ? Bà đã dầm hả? Dầm gì? Hồi nãy á, tôi lỡ nguyền rủa một người hễ mặc quần là bị tuột quần hoặc là rách quần rồi. Rách thì cũng rách ống, rách mép thôi chứ có gì đâu lo. Rách gì cũng rách được nữa. Vi diệu.